Rồi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Đi Xe Cấp. Kính thưa các loại ba ga, ba ga 81, ba ga cánh nén, ba ga custom, ba ga 82 các bạn. Giờ đây là cái miếng nhựa che phía trên dành cho xe 82, lấy thêm cái nữa cho đủ bộ nha. Đây, cái bà gà 86 đó, bà gà 86 anh em nhìn nè, thấy sự phân biệt đó, ba cái này đèn tròn và cái này đèn vuông các bạn đó. Các bạn nhìn ở trên các bạn sẽ thấy cái lưng của thằng này nó giống như thằng này, bà gà của thằng 81 nó giống như thằng 82 y chang luôn, nhìn ở trên nó y chang nhưng mà nó khác nhau cái bát dưới này các bạn. Cái bát này nè, bát này nè, như cái bát này ở dưới này nè đó. 82 nó bắt ở trên bắt xuống, còn 81 thì bắt ý, bên hông bắt qua đó, thấy không? 81 với 82 ở trên giống nhau ha. Thằng ở đây thằng 86 với 86 81 là xài chung, nhưng mà thằng 86 nó to hơn, còn 81 này nó nhỏ hơn. Các bạn thấy cái bề ngang của nó nhỏ, bề ngang 86 nó to, mà cái thằng ba ga của thằng 86 là nó giống thằng 78 với cánh én. Thằng đây nè, thằng đây cánh én nè, ba ga cánh én nó giống thằng 78 nè. Ba thằng này bắt chung một xe được, thằng này là cánh én 78, thằng này 81, này 86. Các bạn thấy ba kiểu khác nhau nhưng mà nó bắt chung một xe giống nhau. Còn riêng hai ông nội này là giống nhau 100%. Cái ông này là hàng tháo xe, ông này là hàng xe bình. Xe bình là hàng nhập Nhật Gia Băng, nhập Honda Nhật, hàng trong bịch chưa xài. Cái tấm này cũng là tấm hàng nhập Nhật chưa xài. Đó, cái tấm này là Gia Băng trong bịch luôn nha. Đó, xài lên nó có hai cái máu nó gác vô đây này các bạn, nhỏ đúng bài luôn, đúng chắc của xe luôn ha. Ok, đây là tấm lót y nha các bạn. Rồi giờ coi từng cái, đây là cái ba ga hàng trong bịch cho nên chắc là không có cái quần què gì để giới thiệu, nó long lanh như trái banh rồi, có cái quần què gì đâu mà coi mua hay không thôi, giá nó cũng hơi chát các bạn. Rồi len keng nha, zin nha các bạn, chứ quay hàng mới là hàng Trung Quốc rồi nha các bạn, hàng mới là zin nha, zin Nhật nha, zin Nhật rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo là cái ba ga hàng tháo xe, đây ba ga 82 hàng tháo xe các bạn. Cái này rất là đẹp luôn nha, chưa có bị xét hay trầy hay mục này nọ. Ba ga bên mình hàng tuyển nè, anh em nhìn cái khung chưa có bị chạy móp gì không à. Phần inox rất là đẹp nha, nè, mặt dưới của nó, mặt dưới còn rất là đẹp luôn. Cái này mà chắc tẩy R7 là siêu đẹp luôn rồi, quá đẹp luôn rồi. Đó, 82 nha. Rồi tiếp theo tới cánh én, cánh én đời 78 rất là đẹp luôn các bạn, mặt trên rất là đẹp nha, mà không đấy, không xung quanh lắng o luôn nè, lắng o thôi rồi, lắng o luôn nha. Rồi mặt dưới nè, mặt dưới cũng khá là đẹp, tháo xe kho khá là đẹp các bạn, quá đẹp luôn. Rồi tiếp theo là tới 81, đây là cái ba ga mắc tiền mà khó kiếm các bạn, 81 rất là khó kiếm nha, cái ba ga này rất là đẹp luôn các bạn. Đó, bây giờ 81 khá là khó kiếm các bạn, cái này rất là đẹp luôn nè. Đấy, cái này thì dưới là nó xét đều theo thời gian luôn các bạn. Đấy, 81 là rất là lâu rồi nha, là xung quanh còn rất là đẹp nè. Cái này cũng chưa có bị trầy xước gì luôn, đúng đời 81 rất là khó kiếm nha các bạn. 86 thì có thể kiếm nhiều mà riêng 81 là khó kiếm rồi đó. 82 bao la, cái nén 78 khó kiếm nè, 81 khó kiếm nè, 86 thì dễ kiếm. Rồi, đẹp xuất sắc luôn các bạn, rất là đẹp nha. Rồi tiếp theo chúng ta qua tới 86, đây 86, cái này là siêu đẹp luôn rồi các bạn. Đấy, cực đẹp luôn, này hàng nhập mới Gia Băng, siêu đẹp luôn, long lanh trà chanh như này, long lanh trà chanh. Đấy, bên mình là cũ mới và đều có hết các bạn,
muốn cũ có cũ, muốn mới có mới, muốn lòng lành có lòng lành, muốn vừa vừa có vừa vừa. Rồi quy một tập thể hàng như vậy, anh em có nhu cầu lấy ba ga nào gắn cho xe gì, anh em liên hệ số điện thoại trong màn hình giúp mình. Lưu ý phương thức mua hàng bên shop của mình, những anh em ở khu vực Sài Gòn thì chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua các bạn ơi, ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn, chuyển tiền trước ship hàng sau nha. Đấy, anh em có nhu cầu mua món nào anh em cứ gọi trực tiếp hoặc liên hệ số điện thoại giúp mình nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.